Smart kid? Ah, you are surely a vegan. With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 3 of 4. Etc. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more herding. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Наші програми пропонуються на багатьох мовах. Будь ласка, завітайте suprememastertv.com/schedule. Please keep watching to find out more. Vegan, the Green Revolution doesn't need weapons. Supreme Master Chin Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English and Olasis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olasis, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Telugu, Thai, and Ukrainian or Uranian. Khi mỉm cười, quý vị trông xinh đẹp hoặc nệm xím như cách nói của người sáng diều ở Âu Lạc Việt Nam trong ngôn ngữ của họ. Xin chào quý khán giả, tôi tên là Lưu Đức Long. Người dân sáng diều cần mẫn chia sẻ mong muốn thế giới hòa bình với quý vị. Cầu chúc mọi sinh linh có một cuộc sống an vui và thịnh vượng. Dân tộc Sáng Diều cư trú trong các bản làng dọc các tỉnh phía Bắc Âu Lạc, Việt Nam với số lượng khoảng 180.000 người. Người dân Sáng Diều chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, được bổ sung với khoai tây và bắp. Bản làng của người Sáng Diều được biết đến là những cộng đồng ổn định với các già làng được bầu chọn để duy trì giá trị đạo đức cao đẹp của người dân.
Cộng đồng Sáng Diều có di sản văn hóa phong phú. Y phục đặc biệt của họ bao gồm thắt lưng và dây đầy màu sắc, được dệt và thêu bằng tay theo truyền thống. Một truyền thống đặc sắc của người Sáng Diều là sọng cô, một lối hát đối đáp tôn vinh quê hương và gia đình qua những câu ca có thể hát trong khi làm việc hoặc thậm chí là lời hát ru để ru con ngủ. Người Sáng Diều còn được biết đến với những điệu múa dân gian được trình diễn chủ yếu trong các nghi lễ tôn giáo, được đệm bằng các nhạc cụ truyền thống như trống và kèn. Các lễ hội của người Sáng Diều bao gồm Tết hay Tết Nguyên Đán cũng như lễ Đại Phan, một sự kiện tâm linh tôn vinh các tín ngưỡng truyền thống đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong các lễ mừng như Tết, những người trẻ tuổi tham gia vào các buổi sọng cô kéo dài, chia sẻ những câu chuyện về bản làng, thân nhân, tình bạn và tình yêu của họ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu dân tộc Sáng Diều đáng chú ý đến quý khán giả duyên dáng. Xin chúc đức tin của quý vị vào đấng thiêng liêng được thắp sáng lại mỗi ngày qua sự kết nối tâm linh đầy ân phước với thiên đàng. Such a handsome you are. Vegan? No surprise. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Thuần Chay là một bậc thầy tâm linh, một nhà từ thiện và nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Ngài được mời thuyết giảng về Pháp Thiền Quán Âm trên khắp thế giới. Bây giờ, kính mời quý vị xem Bước Đi Tình Thương, giới thiệu về Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. We'll search high and low for a little love, for a little love to bestow on all beings in all corners of existence. Supreme Master Ching Hai, Vegan. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư như được triều mến biết đến, sống với thông điệp bước đi trên con đường tình thương. Ngài là một nhà từ thiện nổi danh, nghệ sĩ và nhà tâm linh có tầm nhìn. Tình thương và sự trợ giúp của Ngài vượt trên mọi biên giới văn hóa, chủng tộc và đến với mọi người trên khắp thế giới, những người nghèo khó và vô gia cư, các viện nghiên cứu y khoa, các cựu chiến binh và những người kém may mắn, người tàn tật và mắc bệnh tâm thần, người tị nạn và nạn nhân thiên tai, vân vân. Chúng tôi chứng kiến vô số lời nhắc nhở về lòng từ bi, phẩm chất của vị nữ lưu đầy quan tâm này và hội quốc tế được sáng lập theo tấm gương bác ái của Ngài. Whatever we can share, begin with sharing. And then we will feel a subtle change in ourselves. More love will be pouring into our consciousness and we will be aware of something. And that is a beginning. We are here to learn to grow as well as to learn to use our power, our limitless power of love and creativity, in order to make a better world wherever we happen to be incarnated. Don't worry, I pray for you, okay, honey? Nhân loại không những được ban ân, đón nhận lòng từ bi của Ngài, mà người thân động vật từ muôn loài khác nhau cũng được đón nhận lòng bác ái vô biên của Ngài nữa. You okay, boy?
Okay. Yeah, come on, baby. Hey, look at you. Oh, quack, quack, quack. You're happy. Quack, quack, quack. Hello, you grow so big now, you. Bon appetito. I love you. Good appetite. This is one of the reasons why we should be vegan. Love for all beings. Extending love. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Thuần Chay sinh quán tại miền Trung Âu Lạc, Việt Nam. Thuở thiếu thời, Ngài thường giúp đỡ những bệnh nhân, những người nghèo khó cũng như người thân động vật bị thương bằng bất cứ cách nào có thể. Khi còn trẻ, Ngài du học ở châu Âu và tại đây, Ngài tiếp tục làm thông dịch viên cho Hội Hồng Thập Tự. Ngài sớm khám phá ra rằng khổ đau đều hiện hữu ở khắp nơi trên toàn cầu và việc tìm giải pháp cho điều này đã trở thành mục đích chính của đời Ngài. Ngài đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một bác sĩ người Đức và mặc dù quyết định chia tay vô cùng khó khăn cho cả hai người, nhưng phu quân Ngài đã đồng ý. Từ đó, Ngài bắt đầu cuộc hành trình tầm đạo kéo dài hơn 2 năm. Cuối cùng, tại một nơi sâu thẳm nhất trên rặng Himalap Sơn, Ấn Độ, Ngài tìm được vị minh sư truyền dạy pháp môn Quán Âm, một pháp thiền ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại. Sau một thời gian tu hành, Ngài đạt đại khai ngộ. Ngay sau khi trở về từ Himalap Sơn, do sự thỉnh cầu tha thiết của những người xung quanh, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chia sẻ pháp môn Quán Âm với tha nhân, khuyến khích họ hướng vào bên trong để tìm lại sự vĩ đại của chính mình. Qua pháp thiền Quán Âm, họ cũng đạt được hạnh phúc, bình an và viên mãn lớn lao hơn. Không lâu sau, những lời mời từ Hoa Kỳ, vân vân. I saw that I was everywhere and in every creature. Châu Âu. To see God is very, very simple. Châu Á. All religions tell you be a good person here and find heaven while you can. Châu Úc. We are the sons and daughters of God. We are ourselves the supreme master. Châu Phi. I will show you how to get direct teaching. Và Nam Mỹ. And keep the commandments and try to lead a more vegan life. Cũng như từ các tổ chức quan trọng thỉnh cầu Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng. The peace and love that we most often talk about and seek, we have within ourselves. You must look inside and find your own treasure and find the real lasting happiness. The future is in our hands. So you make it beautiful or you make it worse, it's up to you. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khám phá ra nhiều tài năng thiên phú, được Ngài thể hiện qua hội họa và những sáng tác nghệ thuật, âm nhạc, thơ ca, thiết kế trang sức và y phục giàu tính thẩm mỹ, biểu đạt cả vẻ đẹp bên ngoài và bên trong. Nguồn thu nhập từ các tác phẩm nghệ thuật do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tạo đã cung cấp cho Ngài một nguồn ngân quỹ độc lập cho các hoạt động nhân đạo, hầu hỗ trợ sứ mệnh cao cả của Ngài trong việc trợ giúp những người con của Thượng Đế vào những lúc khó khăn. Tuy Ngài không mong cầu báo đáp nào, nhưng Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được trao nhiều giải thưởng trên thế giới từ các viên chức chính quyền và tổ chức tư nhân trong nhiều dịp khác nhau. Những giải này bao gồm Giải Hòa Bình Thế Giới, Giải Lãnh Đạo Tâm Linh Thế Giới, Giải Phát Triển Nhân Quyền, Giải Công Dân Nhân Đạo Thế Giới, Giải Phục Vụ Nhân Loại Xuất Sắc, Giải Gucci Hòa Bình 2006, Bằng Tuyên Dương Tuần Lễ Âm Nhạc Los Angeles và Giải Nhất Bạc tại lễ trao giải theo ly thường niên lần thứ 27 năm 2006. Ngoài ra,
ngày 25 tháng 10 và ngày 22 tháng 2 cũng được công bố là ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Hoa Kỳ. She also brings love around the world where there is hate. She brings hope where there is despair. And she brings understanding where there is misunderstanding. She is the light of a great person, an angel of mercy for all of us. Agradecer a la Suprema Maestra su liderazgo, agradecerle su optimismo, agradecerle ese don de gente que tiene que la hace tan única y tan especial. Fue una impresión muy grata de ver un corazón tan noble, tan dispuesto a servir. Ella está sirviendo a todos los seres humanos, está sirviendo al planeta para salvarlo, para rescatarlo. Tiene un corazón noble, pero también un gran liderazgo. Sé que van a suceder las cosas que tienen que suceder. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư là một trong những người vô cùng tận tụy trong thời đại này, giúp tha nhân tìm kiếm và tạo dựng một viễn ảnh tương lai tươi sáng. Nhiều vị nhân trong lịch sử đã có những ước mơ, và Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng nói lên ước mơ của mình. I dream that all the world will become peaceful. I dream that everyone becomes the Buddha. I dream that all the killing will stop. I dream that all the children will walk in peace and harmony. I dream that all the nations will shake hands with each other, protect each other, and help each other. I dream that our beautiful planet will not be destroyed. It takes billions, billions, trillions of years to produce this planet. And it's so beautiful, so wonderful. I dream that it will continue, but in peace, beauty, and love. Hôm nay, chúng tôi thật ân phước trình chiếu buổi họp mặt sâu sắc từ đề Sư phụ đi mua sắm, phần 1/3 trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Trung Hoa vào ngày 5 tháng 11 năm 2017 tại Tây Hồ, Đài Loan, còn được biết đến là Formosa. We pray for Ukraine or Ukraine. Okay.
买 OK 哈，买常常要买，不是见面挡路去买了就买了，让我自由了，出去。很多东西要买啊，不然人家带回去也不行了。听懂啊？哎，老木高人老师，来这个最好，这个坚果馒头。 我做用你家去坚果，好，这个包，等一下筷子，你以前呢？我付，你记得哪一个人接我钱，等一下我。太小了，这个，还给他，OK。好，谢谢你，谢谢师傅。生意好啊，好，谢谢啊，师傅，感恩哦。非常感谢，谢谢师傅。多少钱？对啊，坚果，坚果，是粽子。好，给你啊，好，买个筷子。 够吗？够够。啊，有了，有了，有了。啊，你好，你好。 目前的来的，十个，十个，十个，十个，多少钱？十二个，两百四十。报告师傅，报告师傅，你箱子折下来。哎呀，真的，哎呀，这个，这是妈妈的，哎，哎呀，师傅，我要这个。 不要了。哈哈哈哈哈！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 
这个已经好了，谢谢。有有有有袋子，这好，对吧？有包，有包，好，好，好，都是你的，谢谢谢谢谢谢。这种东西很难找，对，我们是这种自己种的，对对对，花就在这种底下，辛苦啊，对，我们这种的，谢谢。哦，这个就是这样啊，非常好，它的新鲜的花就是，好喜欢这种，对对对对对，好，谢谢，这个是我们自己晒的菜豆干，豆干，对对对，菜豆干，好了，好，谢谢谢谢。 你们这边这样，看看看，你帮忙。谢谢师傅，谢谢师傅。给你，我知道了，我孝顺的心嘛。啊，谢谢啊，谢谢。蹲下来，蹲下来，蹲下来。永远健康的。你进呢？ 来，前面的同学蹲下来，大家看得到。好。你好。你好。爸爸，爸爸，爸爸，这个卖什么东西？哦，很多芹菜。师傅，这送给你。送给你啊，拿几块？拿几块？ 哎呦，那个要加持一下，谢谢。爱心，我要买东西，我不要拿的。那给你的你就拿，买就买，不拿。知道很清楚，别勉强了。你知道我不拿嘛？好，你哪里都拿，不行啊，人民的东西。袋子，袋子，袋子，袋子呢？袋子呢？因为如果拿这边那边不拿，那就哭，懂吗？ 分离啊，然后什么都拿的话，就不对了。谁弄？要做，是不是？这不对了，大家辛苦赚钱的，不能随便拿。谢谢。哎，好，谢谢。嗯，啊，那个四包吗？啊，四包吗？四包哈，就给等下给付款，多少？给两包就分。给两包。你都买一个，见没拿也准备啊，拿太少，拿了。 十包了，十包了，十包了，还有两包，这还有两包，好，八百，好，这一百，两百，就是一千了，没有没有，九百，这个没有，就五十，六百加一百那九百，没有啦，他十包哎，九百是这个是一百吗？嗯，六十，这个是一百吗？嗯，好，谢谢师傅啊，谢谢。 我很爱狗，他没有说诺啊。哈哈哈哈哈！买一点啊，咬东西给他，我很爱狗，我很爱狗，爱狗，爱狗。你看不是给你，你不能花，就花给他。哇！来，这边。好。好。他可是咖喱。 是，十一百，六百，六百，一百三十五，一百九十一百。再拿两个，一千啊，一千啊，好，好，一千啊，太好了，太好，谢谢，没有卖给谁。没有便宜，我谢谢，我叫他们怎么弄，我一个怎么弄，谢谢，谢谢，好，好，thank you， 谢谢。
Russia, go home now. If we can create our food choices centered around the idea of compassion and empathy for others, we can each make a really big difference. John Oberg, vegan. Ngày mai, trên tiết mục giữa thầy và trò. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. OLAC, or Vietnam, is one of them. OLAC, or Vietnam, Law on Animal Husbandry, 2018, and others. In recent years, OLAC, or Vietnam, has taken steps to instate animal people welfare laws, such as a 2018 Law on Animal Husbandry, stating that industrially raised animal folk must not be beaten or mistreated. Also in 2018, the city of Hanoi issued an order to ban the dog and cat person meat trade by 2021. And in 2014, the Oloxese or Vietnamese government banned the cruel Dre's eye tests on rabbit individuals for cosmetic products. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more herding. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Quý khán giả tâm cởi mở, cảm ơn quý vị cùng đồng hành trong tiết mục hôm nay, tựa đề Sư phụ đi mua sắm, phần 1/3 trong tiết mục giữa thầy và trò. Tiếp theo là trích tuyển Áo nghĩa thư Mundaka, Thánh điện Ấn Độ giáo cổ xưa, phần 1/2 trong tiết mục Lời Thánh Khải, ngay sau tin đáng chú ý. Xin vui lòng giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư để xem thêm nhiều chương trình mang tính xây dựng. Khi quý vị lèo lái hành trình cuộc đời, mong quý vị được tình thương vô biên của Đức Phật hướng dẫn và bảo vệ. Open-hearted viewers, we thank you for your company for today's episode entitled Master Goes Shopping, Part 1 of 3, on Between Master and Disciples. Coming up next is selections from the Upanishads, Mundaka Upanishad, an ancient Hindu text, Part 1 of 2, on Words of Wisdom, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming. As you navigate life's journey, may you be guided and protected by the boundless love of Buddha. Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.